Lịch thi đấu World Cup 2018 World Cup được buồn khi không còn Messi, Ronaldo, và bây giờ mọi ánh mắt đều dồn về Neymar. Nếu ngôi sao Brazil nối gót hai bậc đàn anh, nước Nga chỉ còn sự lạnh lẽo. Bóng đá hiện đại không có chỗ cho những đội bóng một người. Messi, Ronaldo thất bại vì gánh cả tập thể trên vai. Họ không phải siêu nhân để một mình khuynh đảo thế giới. Đó là tấm gương để Neymar soi vào và nhìn lại chính mình. Càng cố thể hiện bản thân, anh càng lâm vào ngõ cụt. Càng cố chơi hết phần đồng đội, anh càng đẩy Brazil vào thế bế tắc. Neymar có thể là người xuất sắc nhất của Brazil, nhưng cũng chỉ là một trong 11 mắt xích. So với Messi và Ronaldo, Neymar may mắn hơn vì xung quanh anh còn nhiều đồng đội tầm cỡ thế giới. Vậy thì tội gì phải quàng cả bầu trời trách nhiệm trên vai, và cố gồng lên làm chỗ dựa cho tất cả. Điều may mắn cho Brazil, Neymar đã bắt đầu biết san sẻ. Chưa hẳn là một sự lột xác, song lối chơi ích kỷ của anh đang được chuyển hóa theo hướng đồng đội hơn, hy sinh hơn. Những thống kê cho thấy một Neymar dần hiểu ra vấn đề. Ở trận gặp Serbia tại lượt cuối vòng bảng, Neymar chạy hết quãng đường 9.716m với tốc độ trung bình 32,18 km/h. Cầu thủ 26 tuổi đi bộ trong 69% thời gian thi đấu, nhưng trong những phút mà Neymar chạy thì có tới 36% dành để đuổi bóng, phòng ngự. Đấy là một Neymar chơi vì tập thể, khác hẳn hai trận trước. Ví dụ như lượt trận thứ hai với Costa Rica, Neymar chạy ít hơn 9.411m, chậm hơn 31,72 km/h, đi bộ nhiều hơn 70% thời lượng, và khi Neymar chạy thì chỉ có 29% dành cho phòng ngự, 71% tấn công. Tệ nhất phải là trận đầu tiên vòng bảng với Thụy Sĩ. Neymar chỉ di chuyển tổng quãng đường 9.117m, tốc độ chạy thấp 29,02 km/h, đi bộ là chủ yếu với 72% thời lượng và khi chạy thì chỉ dành 29% cho khâu phòng ngự. Nhìn một cách tổng thể, Neymar đã thay đổi theo từng trận. Anh nỗ lực di chuyển nhiều hơn, dốc sức hơn và quan trọng là có ý thức phòng ngự cao hơn. Trong hai trận đầu tiên, Neymar giữ bóng nhiều, thích đột phá, phô diễn kỹ thuật. Tới trận gặp Serbia, anh trở thành cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất của Brazil với 117 lần. Bất chấp những pha phạm lỗi triệt hạ của cầu thủ Serbia, Neymar vẫn nín nhìn không trả đũa. Ngôi sao PSG đủ bình tĩnh để không dính án treo giò, Neymar đã có một thẻ vàng. Đã có sự chuyển biến ở Neymar, không chỉ trong lối chơi. Trong sâu thẳm, cầu thủ này áp lực đã được giải tỏa, nhường chỗ cho cảm hứng chơi bóng trở lại. Trạng thái căng cứng tâm lý ở hai trận đầu đã biến mất trước Serbia. Điều đó không hoàn toàn đến từ nỗ lực tự thân của Neymar. Gia đình, bạn bè đã ở bên Neymar vào thời điểm mệt mỏi nhất, giúp anh lấy lại thăng bằng. Trong đó phải nói tới vai trò quan trọng của cha Neymar. Ông đã tới thăm con trai ở khu huấn luyện Sochi ngay sau trận đấu với Costa Rica. Cha Neymar còn kéo những người bạn thân nhất của tiền đạo 26 tuổi vào một nhóm chat trên mạng xã hội WeChat do ông lập ra. Ở đó, cha Neymar kín đáo yêu cầu mọi người dừng lao vào cuộc chiến bảo vệ Neymar trên mạng xã hội. Nếu các bạn muốn giúp Neymar, hãy để cho nó bình yên. Neymar chỉ chơi bóng thoải mái khi không bị bủa vây bởi những áp lực, tranh cãi, ông Neymar SG nói với nhóm bạn Neymar. Hai cha con đã có một ngày hoàn toàn thư giãn, trò chuyện sau trận đấu với Costa Rica. Có thể xem đó là bước ngoặt giúp Neymar giải phóng khỏi áp lực đè nặng. Tới trận gặp Serbia là một Neymar khác, chơi bóng ung dung và bình tĩnh hơn. Neymar không còn phải cố thể hiện mình. Số 10 của Brazil đã chơi vì tập thể chứ không phải vì cái tôi. Tất nhiên, Neymar vẫn luôn là Neymar, một cầu thủ ham dê dắt và phô diễn kỹ thuật. Nhưng các đối thủ hãy cẩn thận với Neymar của vòng 1/8, đó không còn là ngôi sao bị cầm tù trong chính con người mình. Niềm vui chơi bóng đã trở lại với số 10 của Brazil.
trên hết là sự cống hiến vì tập thể mà Neymar dần ý thức được. Đó sẽ là một Neymar nguy hiểm nhất dành tặng cho Messi câu. Con số 56 Neymar sở hữu 56 bàn thắng sau 88 lần khoác áo DT Brazil, đây là thành tích ghi bàn cấp đội tuyển tốt nhất trong số các cầu thủ còn tham dự World Cup 2018. Neymar bị bỏ xa trong cuộc đua vua phá lưới mới ghi được một bàn thắng. Neymar không còn được đánh giá cao trong cuộc đua vua phá lưới tại World Cup 2018. Tiền đạo người Brazil chỉ đứng thứ 7 theo nhà cái William Hill, với tỷ lệ đặt 1-25 cho khả năng trở thành tay săn bàn xuất sắc nhất trên đất Nga. Tỷ lệ cược cho 7 ứng viên vua phá lưới World Cup 2018. 1. Harry Kane, Anh, mùng 6 tháng 4 sao 2. Romelu Lukaku, Bỉ, 7/23. Diego Costa, Tây Ban Nha, 7/14. Kylian Mbappe, Pháp, 10/15. Antoine Griezmann, Pháp, 12/16. Edin Onkapani, Uruguay, 14/17. Neymar, Brazil, 25 tháng 1, sao.